Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày 25 26 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, tang lễ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 7, theo thông báo được phát đi, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quan tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Thành phố Hà Nội, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, T. Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, T. Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch. Hà Nội, lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường thống nhất, Thăng Vương và tại quê nhà xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày Quốc Tăng, 25 tháng 7 đến 26 tháng 7. Các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.